Mẹ của Á hậu Nhí không lo con mất tuổi thơ hồn nhiên. Từ Mô Đồ Nhí, Hoàng Vân ngày càng biết đến nhiều hơn ở các hoạt động ca hát, diễn xuất, làm MC dù mới 11 tuổi. Nhân dịp năm mới 2023, Hoàng Vân thực hiện bộ ảnh thời trang với 4 bộ đồ có tông màu rực rỡ, từ áo dài đến váy dạ hội. Chị Diệu Duyên, mẹ Hoàng Vân, cho biết, đứng trước ống kính, Hoàng Vân như biến thành một con người khác. Chỉ cần nhiếp ảnh gia đưa ra yêu cầu về dáng câu và biểu cảm, cô bé làm theo rất nhanh. Thế nhưng khi máy ảnh vừa ngừng lại, bé lại e dè, hồn nhiên chạy về phía mẹ và ăn uống đồ ăn vặt. Hoàng Vân sở hữu nhiều thành tích tại các sân chơi nhan sắc dành cho trẻ em, giải triển vọng tại siêu sao mẫu nhí tại Malaysia và danh hiệu Á hậu nhì thế giới tại Dubai vào năm 2019. Ngoài ra, bé còn diễn thời trang tại Việt Nam International Fashion Week 2 năm liên tiếp. Điều đó giúp cho Hoàng Vân tích lũy được nhiều kinh nghiệm sân khấu cho định hướng bước chân vào làng nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai. Hiện tại, bé được gia đình cho học thanh nhạc, đàn piano để phát triển về kỹ năng ca hát. Trước nhiều ý kiến Hoàng Vân sẽ mất tuổi thơ hồn nhiên vì tham gia showbiz từ nhỏ, chị Diệu Duyên bày tỏ quan niệm rằng điều đó hoàn toàn không xảy ra với con gái của chị. Hàng ngày, cô bé 11 tuổi vẫn đến trường học như bạn bè cùng trang lứa, buổi tối học thêm ngoại ngữ hoặc thanh nhạc. Nhiều năm liền, Hoàng Vân vẫn giữ được thành tích là học sinh xuất sắc của lớp, được nhà trường khen thưởng vì có nhiều hoạt động nổi bật. Mỗi khi nhận lời mời dự sự kiện hoặc diễn thời trang, tôi luôn cố gắng chọn lọc và sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến lịch học của con. Tôi luôn ở bên đồng hành với con trong cuộc sống. Lúc nào tôi cũng dặn con phải luôn khiêm tốn, lễ phép, ngoan ngoãn trau dồi và học hỏi điều tốt từ những nghệ sĩ đi trước. Trên sân khấu, con có thể là ca sĩ, người mẫu nhưng ở nhà, con chỉ là đứa trẻ nhút nhát của bố mẹ mà thôi, chị Diệu Duyên chia sẻ. Hoàng Vân đang theo học tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Phòng. Cô bé là gương mặt đại diện cho trung tâm ươm mầm tài năng Hải Phòng. Bé có kênh YouTube riêng để đăng những video ca hát, trình diễn và thu hút nhiều người theo dõi.